Khi mà bạn hoàn thiện nhà, rất nhiều loại đèn bao gồm đèn chiếu sáng trong nhà, đèn ngoài trời. Và đây là những mẫu đèn hiên mà bạn đang tìm. Thì nó có nhiều phong cách khác nhau, bao gồm là kiểu trắng trơn, có vuông tròn và ánh sáng trắng vàng hoặc là trung tính, hoặc là những cái loại có họa tiết. Thì ngày hôm nay sẽ cùng với tôi đi khám phá những mẫu đèn ốp ở ngoài hiên nhỏ gọn, mỏng thôi mà có phong cách là màu sơn trắng để phù hợp với cái phong cách kiểu nhà hiện đại. Thì tùy theo từng cái không gian chiếu sáng mình có thể lựa chọn công suất khác nhau. Ví dụ như chúng ta ốp ở trên cái trần nan gỗ trên cái ban công silo đua ra ấy, thì chúng ta chỉ chọn và số lượng nhiều ấy, chúng ta chỉ lựa chọn những đèn công suất nhỏ thôi. Công suất này là 8W này. Lý do tại sao vì nếu mà chúng ta dùng công suất lớn quá thì ánh sáng nó bị thừa và nó sẽ đan xen vào nhau nhiều quá. Thì chúng ta sẽ lựa chọn theo hai hình thức. Một là loại ốp hình vuông. Đấy. Ốp vuông như này. Và hai là kiểu dáng hình tròn. Đây là luôn luôn có hai sự lựa chọn anh em nhá, vuông tròn. Cái này tại sao nó có thể ốp ở ngoài hiên được thì anh em sợ nhất là cái chiều cao của cái đèn này nó dày quá ấy, làm cho nó bị thô ở trên trần khi mà chúng ta ốp nhiều. Thì đây bạn thấy rằng con này chỉ có khoảng là 2cm thôi, 2cm thôi. Đây, con này nó nhỏ gọn, chấn lưu dẹt mỏng ở trong. Cái này lắp được ở dưới ban công, dưới hiên nhá, nhưng mà không thể chịu tác động trực tiếp nước mưa vào đâu anh em ạ. Một cái hộp mở ra sẽ luôn luôn có là hệ thống vít nở đầy đủ này, chấn lưu đã liền vào đây và cái cầu đấu này. Chúng ta chỉ cần xiết con này lên trên trần thôi, cái thanh cầu này bắn lên trên trần và xiết lại hai bằng hai con ốc này. Thế là chúng ta đã xong cái phần về chọn cái con mẫu này thì dành cho những không gian ở ngoài trời, chạy toàn bộ cái trần ngoài nhiều ấy, thì chúng ta sẽ chọn kích thước nhỏ thôi. Có loại vuông. Loại vuông thì chúng ta thể ốp so le hình quả chám như này này, hình quả chám như này thì nó đẹp hơn. Thứ hai là chọn hình tròn hoặc là chọn kích thước lớn hơn, nó là công suất là 15W này, công suất là 15W. Thì ở đối với cả những cái phòng về phòng vệ sinh bé thôi, nhiều nhà là không đóng trần thạch cao đâu, thì sẽ chọn những cái con này kích thước là công suất là 15W và nhỏ gọn. Cái này cũng vậy, chiều cao của cái này là chỉ có khoảng tầm 2cm, đạt là cái tính thẩm mỹ. Những cái không gian khoảng tầm 3m2, 4m2 thì dùng một con đèn ốp này thôi đã được rồi. Nhưng mà anh em nhớ là cái con này chỉ lắp được ở trong nhà thôi nhá, không lắp được ở ngoài trời. Rồi có hai sự lựa chọn nhá, có vuông, có tròn. Vuông tròn này đều đủ luôn. Và có ánh sáng cũng đa dạng, đó là có ba kiểu ánh sáng là đơn sắc nhá. Cái này chỉ có ánh sáng đơn sắc thôi. Có ánh sáng trắng, ánh sáng vàng hoặc là ánh sáng trung tính thôi nhá, không có ba màu đối với cái dòng sản phẩm này. Ở đây là hãng này LV này không có ba màu. Còn đối với các cái hiên mà ban công có khoảng diện tích khoảng 1m2 thì chúng ta nên dùng cái công suất là cái kích thước này, đèn có kích thước lớn hơn và cũng cần khoảng chiếu sáng rộng hơn ý. Cái này được có cái tính thẩm mỹ của nó là cái mặt khung inox này nó rất là nhỏ thôi, tức là cái góc chiếu sáng nó rộng. Các hãng khác thì cái này nó phải tầm 3-4 phân, nhưng cái này nó khoảng tầm đâu đó 1cm thôi. Cái phần vùng chiếu sáng giúp cái đèn này nó sáng rộng hơn, góc chiếu rộng hơn. Cái này chiếu 120 độ nhé, 22.5 anh ạ, 22.5 đối với cả cái xin ở tầng 2, tầng 3 đối với nhà phố ấy, thì nó đưa ra khoảng tầm trên 1m2. Chúng ta lắp cái con này 22 phân là phù hợp. Đừng có lắp con này như con như này nữa, như này con này to quá, con này là 30W và kích thước vuông là 30-30 thì nó hơi to. Bạn chỉ chọn những cái kích thước 15 hoặc 22 thôi. Đây, nhưng mà lời khuyên của tôi là nên dùng cái con khoảng tầm 22cm như này là vừa rồi, sáng đẹp rồi. Nice. Đấy, nếu bạn thích kiểu nó vuông thành sắc cạnh thì chọn con này. Nếu không mềm mại hơn thì chúng ta sẽ chọn cái kiểu dáng hình tròn này. Đấy, đây là kiểu dáng hình tròn nhá. Còn đối với cả cái trần sảnh to, thường nhà ví dụ nhà phố, nhà biệt thự ấy, mà có hai cái sảnh lớn thì sẽ có một sảnh lớn, một sảnh nhỏ, thì bạn sẽ chọn cái kích thước này khoảng tầm 30 phân.
Nhiều người không thích họa tiết hoa văn này này, chúng ta sẽ chọn những kiểu màu trắng trơn hiện đại này, sơn màu trắng thì khi lắp ở trên trần nó không bị lộ. Đặc biệt con này nó không bị con bọ muỗi kêu khi sáng ấy, bình thường nhá, nó sẽ chạy qua những cái lỗ ốc này để có con muỗi bọn nó rơi chơi thì nó đựng hết ở trong này rồi, nó không bị lộ ra cái bề mặt đèn này này. Đấy, bề mặt đèn này và nó sáng phân bổ đều trong cái mica chống chói này, nhìn lên nó không bị chói mắt anh em nhé. À và nếu anh em mà đang xem kênh của Dũng Đèn LED thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và chờ đón những video tiếp theo nhé. Video tiếp theo tôi sẽ chỉ cho anh chị ấy là các cái mẫu đèn ốp ở ban công theo có họa tiết hoa văn cho phong cách kiểu tân cổ điển nhé. Còn đây là những mẫu đèn ốp thạch ban công cho những nhà phố kiểu hiện đại nhé. Đấy, anh em mà chọn những cái mẫu đèn kiểu hiện đại thì lựa chọn những mẫu kiểu trắng trơn này thôi, với hai hình dáng là vuông tròn. Như con 30-30 này thì nó độ dày nó hơi một chút thôi, còn những kích thước nhỏ thì cái này nó chỉ có 2cm thôi, vừa đạt chiều sáng vừa thẩm mỹ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.